Chào các bác. Chào các anh chị. Hôm nay đây là cái cây kiếm trắng tuyết vân đang nở. Anh chị thấy đây trên một cái chậu lan mà rất là to như này. Thì nó chỉ ăn giá thể một chậu rất là bé thôi. Thế nên lan kiếm nó rất là dễ trồng và dễ ra hoa. Như cái chậu này đâu đó nó cũng được rất là nhiều cần. 8, 9 cần hoa đấy. Thì đây là một chậu rất là nhỏ, đường kính chỉ là size 30 thôi. Thế nên anh chị trồng cây không quan trọng quá là chậu to chậu nhỏ nhá anh chị nhá. Cứ trồng và nó vẫn phát triển rất là tốt. Đấy. Đấy, chị thấy chậu rất là to. Cây rất là to nhưng chậu chỉ bé này thôi. Chậu chỉ 20 thôi. Thì cái cây kiếm trắng tuyết vân ấy thì hôm nay cũng nói là này. Trong các cây kiếm trắng thì có lúc nó nở trắng nở vàng. Thì như cây tuyết vân này là cái cây vàng kinh cong thì nhiều người đã thống nhất là gọi nó là một, nhưng mà do là nó nở khác nhau, thế nên là nó khác nhau về màu ấy, thế nên là với cả hơi khác nhau về khuôn bông nên mọi người mới gọi là nhiều tên. Trước thì là khi mà chơi mà còn chưa có sự nhận định rõ ràng hơn, thế còn thực ra thì hoa với thân lá giống hệt nhau mà. Như bây giờ thì nó đang là tháng 3 thì nó nở cái cây hoa này là màu trắng anh chị ạ. Đây thì em sẽ quay vào cái cây hoa này, cái bông này là nó là màu trắng. Đấy, nó hơi ngà thôi nhưng nó vẫn có ánh sắc xanh. Đấy, các bác thấy không? Ánh xanh nhưng cái bộ khuôn cánh của nó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được cả, nó là trắng xanh vàng, nó có ánh xanh. Đấy. Thì đây thì ngoài ra thì nó còn những cái nụ trên này. Đấy, những cái nụ khác, những cái bông hoa bên này. Đấy. Cái này thì còn gọi là cái cánh tiên. Thì cái cây này thì nó đây, mới nở thì nó ra như thế này. Nghĩa là nở cũng là tương đối rồi đó anh chị, chứ không phải mới đâu. Đấy, nó rất là ok đúng không ạ? Về màu sắc, về hoa. Nhưng thực ra thì khi mà nó nở lên thì nó thành như này, nó con tít như này. Đấy, gọi là vàng cánh cong. Thì anh chị có thể xem lại cái video của cái cây vàng cánh cong ấy. Thì là cái cây đấy là nó nở hồi đó đâu tháng 7, tháng 8 năm ngoái ấy. Thì là hoa nó màu vàng ươm, chứ nó không được xanh trắng như này đâu. Nó vàng khe, vàng hơn này rất nhiều. Thì đấy là một cái cây mà khi mà nở vào mùa thu. Còn những cái cây mà bông nào mà nở vào mùa xuân như thế này ấy, thì thường nó sẽ thiên về màu trắng nhiều hơn. Đấy là riêng một dòng lô hội. Còn những cái cây nào nở mùa thu mà qua cái dịp nắng hè thì nó sẽ là vàng. Đa phần là như thế. Thế nên là cái cây ví dụ như có nhiều cây khác mà người ta hay gọi là trắng với vàng ấy, hoặc gọi tên lung tung á, thì anh chị cần phải tìm hiểu thật là kỹ. Bởi vì là cùng một cái cây mà cùng một khuôn bông, và khi mà cái cây mới nở hoặc là khi mà nở lâu rồi thì nó cũng sẽ rất là khó nói. Bởi vì cái cây lan kiếm này nó có sự biến đổi về màu sắc từng thời điểm nở và từng cái khu vực nuôi trồng ấy và cách trồng chăm tốt hay không ấy anh chị ạ. Thế nên kiếm trắng thì nó là một cái khá rắc rối nên mọi người cần lưu ý. Thì ngoài cái kiếm trắng ra thì nó là kiếm tiên vũ đột biến ấy. Ví dụ như xanh Huế thế, nó nở vào cái dịp đầu xuân hoặc là trước mùa hè đấy, hoặc mùa hè thì tỷ lệ màu xanh rất là cao. Đấy, nhưng mấy hôm sau thì nó cũng vàng thôi. Thì có nghĩa là nở vào dịp mà nó mát thì là nó sẽ ít ánh nắng thì nó sẽ là rất là xanh. Thì đấy là em đang nói ở khu vực Hà Nội ở ngoài Bắc. Đấy, thì đây là một cái bông mới hé này. Cái bông mới hé, nếu như mà anh chị nào mà mua một cái hình ảnh thì người ta chụp như này làm sao mà nhận biết được rằng đây là cái cây cánh cong hay là cây tuyết vân đúng không ạ? Thì đây thì em đang gọi là cái cây tuyết vân. Còn vàng cánh cong thì em năm ngoái em làm một cái video. Cái dịp tầm đó thì nó dịp đâu đó tầm tháng 7, tháng 8 thì em không nhớ. Đại loại là mùa hè nắng nóng. Thì cái cây đây này thì nó nở hoa màu vàng, vàng ươm. Đấy. Năm nay thì quay trở lại cái video này thì em vẫn nói, phân tích sơ qua về cái thân lá và hoa. Cây này thì nó được khoảng tầm độ 3-40 bông gì đấy. Khá là dài. Anh chị ạ. Khá là dài. Thì đây em sẽ nói sơ bộ về cái tổng thể thân lá nó một chút. Thân lá tổng thể của những cái cây này thì nó là cái cây đột biến. Thì thân mầm xanh sạch. Cái cây dáng lá của cây này thì đây. Dáng lá của cái cây này thì
mình không thể nhận diện qua được dáng lá anh chị nhé. Anh chị sẽ lưu ý về cái dáng củ, thân mầm của nó phải là xanh sạch rồi, mặc định là phải như thế, bởi vì cái này nó là cái đột biến anh chị ạ. Thân mầm nó xanh sạch mặc định là như vậy, là phải nó là cái cây đột biến mà. Thì còn cây này thì anh chị nên có thể tìm hiểu qua cái dáng củ của nó anh chị nhé. Cái dáng củ của cái cây này là đấy, em sẽ nói về cái dáng củ một chút. Cái dáng củ của cây này đây, cái dáng củ của nó anh chị nhìn này, dáng củ của nó khá là dài, dài khoảng từ 7-8 hoặc 10cm có thể. Cái này nụ hoa 7-8 hoặc 10cm. Cái dáng củ của nó nhá, như cái củ mà ở ngay tay em đây thì nó dài bằng một đốt ngón tay này, là khoảng tầm 5-6cm. Nhưng mà 7-8-10cm là tại sao em nói như thế? Bởi vì cái củ này ấy, khi mà anh chị nuôi mát hoặc là nuôi chỗ nào ít nắng ấy, thì có củ sẽ rất là dài. Nhưng mà thông thường thì là anh chị cứ đo như cái củ này nó dài bằng một ngón tay, một ngón tay trỏ của em, một ngón tay trỏ của em nó khoảng tầm 6cm gì đấy, 6cm hoặc có dư đấy, tối thiểu là 6cm. Và cái dáng củ cây này rất là dài, củ dài và củ to, nó khoảng tầm 3-5cm. Lá của cây này nó khá là dày anh chị nhé. Và anh chị nhìn cái dáng lá này này, dáng lá nó cong ra, nó cong như này. Lá đầu tiên nó mở, độ thứ hai nó lên. Cái cổ lá này nó khá là thưa anh chị nhé, cổ này khá thưa này. Cái này này, cái khoảng cách nó mở rất là rộng. Bên này cũng thế này. Đấy, còn đây là những cái mầm tơ, hướng tơ phát triển ở bên này này. Thì anh chị nhìn có thể là nó hơi đứng cái này thôi. Đấy, ví dụ như cái củ này nhá, nó cái củ nó phải lên đây anh chị ạ, thì nó sẽ dài, nó có thể là dài hơn một ngón tay của em. Ví dụ như cái củ này thế. Đấy, củ này cũng thế, nó sẽ lên rất dài. Thì khi mà nó mở cổ lá ra thì nó sẽ mở trên này, từ cái chỗ cái khớp này ra này thì nó bắt đầu mở anh chị ạ. Đây thì khi mà nhìn về cái khớp đó thì anh chị lại phải nhìn vào cái củ già đây này. Đây này, từ đầu cái củ lên đến cái khớp này gần như nó chưa mở mấy đúng không ạ. Nhưng mà từ các điểm khớp này với nhau này, anh chị so sánh các điểm từ cái khớp này đến khớp này, đến khớp này, đến khớp bên này, thì những cái khớp này nó mở khá là rộng. Đây, nó mở khoảng từ 2-3cm, có thể là 4cm. Đấy, anh chị nhìn nào. Đấy, thì đấy là cái mà nhận biết về cái cây cánh cong này, cái tuyết vân này. Cái tuyết vân này, ngoài ra thì nó vẫn có một cái số cái củ mà nó ngoại lệ hơn. Thì đấy thì nó chỉ là một trong những cái gọi là tương đối cơ bản thôi. Đấy, tương đối cơ bản về cái cây này để anh chị có thể nhận ra. Chứ còn như những cái cây này mà anh chị mà có đi mua sưu tầm á, thì cái cây tuyết vân này thì nó cũng có khá nhiều tên. Miền trong miền Nam, miền Bắc thì cũng gọi là, cứ gọi là vàng cánh cong miền Bắc, còn miền Nam thì cũng gọi là tuyết vân. Thì nó vẫn là cây này. Đấy, hoa của nó đây thì nó là chưa quăn đúng không ạ, thì mới nở ở đây, trông nó cũng rất là đẹp. Khi mà quăn thì lên trên, những cái bông trên này thì trông nó cũng rất là điệu. Đấy, thì nó là một trong những cái cây kiếm cũng đã có từ lâu rồi. Nhưng mà thực ra thì cái việc mà lộn xộn tên từ ngày trước ấy, thì em thấy là các bác chơi từ ngày xưa là cứ bị lộn xộn tên cây, đâm vào cái sự nhầm lẫn nó nhiều. Và thực ra thì như chúng ta, như em và thân em chơi mới sau này thì em sẽ phải tổng hợp tất cả lại những cái cây mà ngày xưa các bác có thể nói là sưu tầm ra rồi, nhưng mà mỗi người một tên để đánh bóng hay gì đó thì em chưa biết. Nhưng mà cái việc mà nhiều tên để gây sự nhầm lẫn đến bây giờ là quá nhiều, và em thấy đó là một điều rất đáng tiếc. Thì các anh chị nếu mà có mua cây hay là xem những cái cây nào thực sự là mình sưu tầm á, thì nên là có những cái video để có những cái cây như thế này, thì mọi người có thể thấy được rằng bông đầu tiên, bông cuối cùng, hoặc là những cái tầm cách đây vài năm, 2-3 năm về trước, những năm 2017-2018, thì những cái cây lan kiếm từ Thái Lan về, khi mà mình chơi qua hình ảnh á, nhìn cứ nhìn hình ảnh và nhìn người ta chụp một bông ấy, thì mình không biết được độ đẹp xấu nào cả. Thế nên là nhiều cây số 2, số 3 ngày xưa, thì bây giờ là số 2, số 3 ấy, Thái ấy, thì nó bây giờ nó ngày xưa thì nó là cái số 1 cơ, bởi vì nó cánh rất là tròn. Thực ra khi mà nhìn một bông hoặc chụp lúc mới nở không khung ấy, thì cánh cây nào nó bầu cả thôi, bầu tròn cả thôi. Bởi vì chơi 1-2 bông thì cây nào nó bầu tròn hết lúc mới hé, chung chúng. Thì anh chị chụp thì nó như kiểu là cái bông này này. Đấy, đây.
Anh chị nhìn cái cây này, cái bông bông này thì trông cánh nó to chứ đúng không ạ? Cánh nó to, to tròn. Nhưng mà cái dòng lô hội này thì nó không đánh giá nhiều về cái độ tròn đấy. Bởi vì cái lô hội này thì nó kiểu nó khác, mà chúng ta chơi kiểu khác, chứ không chơi theo cái kiểu là như cái cây tiên vũ. Còn cái cây tiên vũ thì tại sao mà người ta cứ chụp một bông hé hé như kiểu là bên Thái Lan người ta hay chơi một bông kiểu đấy. Thực ra Việt Nam mình thì phải đợi xem nó nở căng, xem nó làm sao. Ví dụ như cây này thì chúng ta nên ngắm vào những cái bông ở trên này thì đúng hơn, đúng không ạ? Đấy, còn những cái bông ở dưới thì nhiều khi nó là mới nở thôi, chẳng có gì cả. Đây gần đây anh chị nhìn cái độ cánh cong của nó rất là đẹp, điệu đấy, đài hoa mở rất là đẹp, đúng không ạ? Thì đây là để tránh sự nhầm lẫn thì chúng ta nên có những cái cây nở thật căng bông và như là cái cây tuyết vân này. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cái cây lan đột biến cũng như là những cái cây hoa lan giới thiệu đến các bác. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.